Thì bây giờ qua ViewPager, thì cái layout ViewPager, các bạn đương nhiên phải dùng cái fragment rồi ha. Ok, các bạn có thể chuyển giữa cái fragment này, fragment kia. Và ứng dụng ViewPager thì ngoài việc các bạn ứng dụng cho cái bài của các bạn ấy, là cái này được gọi ViewPager, thì nó có một cái ứng dụng nữa rất là hay. Đó là các bạn có thể làm slideshow. Slideshow hoặc là các bạn thấy các bạn đọc truyện đúng không? Các bạn đọc truyện chữ á, hoặc truyền hình á, các bạn thấy nó chỉ vừa một cái khung thôi. Các bạn hết đọc xong các bạn kéo nó lại chạy qua một trang khác, kéo nó lại chạy qua một trang khác. Tức là các bạn kéo qua kéo lại này nè. Đây nè, kéo qua kéo lại này. Thì nó không có cái tab ở trên này. Nhưng ở dưới các bạn vẫn kéo được. Thì cái đấy cũng được gọi là ViewPager. Hiểu không? Nó không cần tab luôn, nhưng mà nó cứ kéo qua kéo lại được, thì đó là ViewPager. Thì cái giao diện này là ViewPager kết hợp với cái trên này được gọi là tab bộ. Cái tab á. À, con đọc truyện nó không có tab nhưng lại có ViewPager. Hiểu ý không ạ? Đấy, thì ứng dụng nó rất là nhiều. Ứng dụng nó rất là nhiều, kéo qua kéo lại, đọc truyện hết lại kéo next, kéo lại kéo next. Ok chưa? Đấy. Thì đấy là một vài cái ứng dụng mà các bạn biết, đúng không? Thì cái này nó rất là hữu dụng, cho nên là cái này quan trọng nhá. Ok. Đấy, có thể kết hợp với cái tab để tạo ra cái giống như tab hot á. Đó là cái này, những cái này tao gọi tab hot. Ok chưa? Để tạo anh này thì đương nhiên các bạn phải có cái ViewPager. Thì bây giờ các bạn không dùng cái version support V4 nữa, thì cái này là cái layout thì không nói, tôi sẽ demo luôn. Ok chưa? Và đương nhiên là mỗi cái trang này các bạn là sẽ là một cái fragment nhé. Mỗi cái này là một cái fragment. Được chưa? Fragment. À, thì tôi sẽ phải tạo một cái activity để tôi chứa toàn bộ cái layout. Sau đấy tôi sẽ, mỗi cái này là một cái fragment nên tôi phải nhúng vào đây. Đúng không ạ? 3 cái thì 3 fragment, 4 cái 4 fragment. Ô, vậy các bạn sẽ đặt câu hỏi cô là vậy thì cái chuyện các bạn có nhiều trang, không lẽ phải làm 5 trang phải làm 5 fragment, 6 trang phải làm 6 fragment. Như vậy thì làm sao tôi biết làm bao nhiêu cái? Thì có một cái mẹo, các bạn làm một cái fragment thôi nhưng cái nội dung nó thay đổi. Hiểu không ạ? Đấy, nó rất là hay như vậy. Làm một cái fragment thôi, và khi nội dung thay đổi, các bạn cho nó bao nhiêu cái nội dung thì nó sẽ kéo được bấy nhiêu lần. Ok chưa? Rồi, chờ cô xíu nha. Rồi, bây giờ để tạo được cái ViewPager, các bạn phải có một cái file. File này nó phải kế thừa cái Fragment State Pager Adapter. Tức là giống như cái adapter ở trong cái list view, recycle view á, nó phải có cái adapter. Hiểu không ạ? Ok, thì bây giờ cô sẽ demo các bạn từng bước step by step nha. Sau đấy bạn nào không hiểu thì hỏi. Ok chưa? Trước tiên thì tôi phải có một cái activity. Đồng ý không? À, cô sẽ phải tạo một cái activity ha. Cô sẽ vào cái ViewPager. Cô new một cái activity. Empty. Cái này cô để là ViewPager. Activity. Nhớ nha, có cô khi nào để cái chữ activity để các bạn phân biệt giữa fragment và activity ha. Ok. Rồi. Các bạn cứ làm đi, các bạn sẽ thấy nó cũng không khó như mình nghĩ đâu. Nhiều bạn không chịu làm chỗ này, thành ra các bạn cảm thấy khó. Bạn bạn áo cam. Tập trung đi con, focus đi con. Những cái này là kiến thức, toàn là kiến thức cơ bản ha. Đấy. Kiến thức nền đấy. Ờ. Chờ nè, nhỏ đang xin nè. Đang đào về ha. Đấy, Gradle. Ôi chất tư, sao cái nhóm dưới ôn thế? Rồi. Bây giờ cái trong này nào. Cô sẽ cho các bạn hai cái demo. Demo thứ nhất là demo kiểu mà làm cái đọc truyện của mình ấy. Demo thứ hai là làm cái tab giống khi nãy. Cái tab giống khi nãy á, thì cô sẽ demo trước nha.
Các bạn nhìn nào. Để làm cái tab này thì các bạn có 2 tab thì làm 2 fragment. 3 tab thì làm 3 fragment. Nhưng nếu nha, cũng làm cái tab này mà các bạn muốn phải trên này á, là nó không biết bao nhiêu fragment hết, có thể 5, có thể 7. Ví dụ như này nhé, các bạn làm cái tin tức, ví dụ như loại tin tức chẳng hạn, loại tin chẳng hạn, thì cái loại tin đó là nó phụ thuộc vào database. Cơ sở dữ liệu có 2 loại tin, như mà tin xã hội, tin về văn hóa xã hội, tin về thể thao chẳng hạn. Vậy là có 2 tin, chỉ có 2 tab thôi. Nhưng mà lỡ database cập nhật thêm một tin, một loại tin nữa, ví dụ như là tin về thế giới chẳng hạn, đúng không? Đó, chính trị chẳng hạn, 4 loại. Thì bây giờ làm sao? Không lẽ tôi lại làm 4 fragment? Hiểu ý không? Không được. Vậy thì cái đấy á, các bạn sẽ làm nâng cao thêm sau nha. Bây giờ không đủ thời gian để làm cái việc đó. Cái đấy làm được nha, đã làm rồi. Và các bạn search cũng có thể thấy được à, cái đấy rất là dễ. Nhưng mà các bạn phải bổ sung thêm. Nhận được chưa? Code bổ sung thêm. Bây giờ cô hướng dẫn các bạn làm cái loại tab này đang cố định. Các bạn làm 2 cái fragment trước, được chưa? 3 cái thì các bạn copy cho cô thêm 3 cái. Ok. Là anh này. Giờ cô sẽ tạo 2 cái fragment. Đúng không ạ? Tạo 2 cái fragment đã. Được chưa? Cái này thì cô chỉ tạo một cái là fragment 1 và fragment 2 thôi nhá. Cô new Java class, cô tạo lại, các bạn nhớ này. My fragment 1. Ok chưa? Cái này phải extend cái gì ạ? À, fragment. Được chưa? Ở trong này các bạn dùng một cái hàm cho cô, đó là on create view. Ok chưa? Cái này bữa trước demo rồi, đó, cô làm lại thôi. Cô tạo một cái layout cho nó, đúng không? View sẽ gắn bằng inflator.inflate, đưa cái layout vào error.layout chấm, cô để là my fragment 1 đi, phải à, view group các bạn để cho cô là container, và cái boolean attack các bạn để là phone, và đương nhiên cái này return cái view là xong. À, tuy nhiên cái fragment 1 này chưa có, đúng không? Chưa có thì ta sẽ tạo thôi. Đây. Chưa có thì cô tạo này. Vào layout, click chuột phải vào layout, new một cái layout, resource file. Cái này các bạn đặt tên cho nó. Ok. Đó. Ở đây các bạn để là linear layout cho dễ hơn. Đó, nhớ là để orientation vertical. Ok, trong này cô tạm thời để cái background để các bạn phân biệt ha. Background để Android color green duck đi. Ok. Đó, ở đây các bạn khỏi cần text view, chưa làm gì cả, để đó, tôi để cái màu thôi. Đồng ý không? Để cái màu để tôi biết cái fragment này thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy nó chỉ là đổi cái màu thôi, kệ ta làm xong, đồng ý chưa nhá. Là cô được một cái my fragment 1, hết lỗi chưa? Rồi cô tạo cái thứ hai thì tôi copy thôi, Ctrl C Ctrl V, cô thay cái này bằng cái số 2, và đây cô cũng thay bằng số mấy, số 2 có chưa? Chưa có, ta tạo cái mới. My fragment của Ctrl C Ctrl V, cái này thay bằng số 2. Đấy, công nghệ copy đúng không, nó giống nhau mà, đổi màu thôi. Red duck, xanh đỏ tím vàng, cái nó vui ghê quá, hết màu thiệt là nhạy cảm. Được chưa? Cái này hết lỗi chưa?
Rồi, thì các bạn thấy là cô tạo hai fragment trong một nốt nhạc, đúng không? Ok, quá dễ. Thì để các bạn hiểu là mình biết cái phương pháp làm thôi, còn khi các bạn làm thực tế các bạn thấy là nó nhanh lắm, đâu có dễ đâu, đâu có khó đâu, đúng không? Nên đổ, nên đổ. Được chưa? Ok. Có vẻ như chúng ta đang ngồi nóng từ nãy giờ. Ok, rồi tiếp nha. Bây giờ nè, cô có cái activity các bạn nhìn nè. Cô sẽ tạo một cái activity ở ngoài này, cô gồm nè. Cô không là tạo bất tần này đâu. Cô tạo một cái activity trong đó chứa nè. Thứ nhất là cái tab. Đúng không? Cái layout nha. Thứ nhất là cô sẽ chứa một cái tab nè. Và các bạn để ý nè, phía dưới nó này, có phải là để nó chứa fragment không? Cái màu đỏ và cái màu trắng này có phải là fragment không? Vậy nó là một cái frame layout. Đồng ý chưa? Ok không? Vậy tôi sẽ có hai cái vùng để lưu trữ nha, vùng dữ liệu nha, vùng giao diện nha. Vùng thứ nhất là chứa cái tab. Vùng thứ hai là chứa cái frame layout là xong. Đồng ý chưa? Ok. Vậy tôi sẽ vào cái layout này, tôi sẽ coi nha, tôi sẽ sửa nè. Đương nhiên cái anh này tôi để linear cho dễ rồi đúng không? Cô sẽ để là linear layout. Rồi đương nhiên orientation là để vertical. Được chưa? Cái đầu tiên là các bạn để một cái tab layout nè. Tab. Cái này phải add rồi. Tab layout, cái này phải add cái gì ạ? Hình như cô chưa add cái gradle. Bữa giờ chưa làm một cái gì liên quan đến những cái layout phức tạp của cái bottom dùng rồi mà ta. Rồi, muốn dùng cái tab layout thì ta phải cái này là LT đúng không? Muốn dùng cái tab layout, bữa trước cô để một cái bottom là cô để mở một cái project khác. Cô bữa trước để mua nhầm sang project khác, cho nên project này ta chưa hề add một cái material design á. Cái tab layout là các bạn phải có một cái layout design khác. Bây giờ nè, có hai cách để các bạn add. Một là các bạn dùng cái material design. Hai là các bạn dùng một cái khác. Đây, cô vào đây cô lấy, đương nhiên anh này nó có thì có sẵn rồi. Hai là các bạn support design. Được chưa? Dùng material design cũng được. Bây giờ tôi sẽ lấy cái này nhá. Tôi lấy cái support design nè. Copy cái chuỗi này. Được chưa? Cô copy vào đây, tôi phải implement nó. Và lưu ý này, ở trên này mà là bản 29.0.3 thì ở dưới này các bạn cũng phải đổi thành 29.0.3, không thể nào lỗi. Tức là version của cái design support nào nó phải trùng với cái version cái build tool này. Sau đấy các bạn phải bấm synchronize now, sync now nè. Ok. Được chưa? Đấy. Các bạn chơi một xíu. Này các bạn đây, các bạn gói này vào nè, com.android.support.design và version của nó. Cái version này trùng với cái version này. Đấy, được chưa? Đấy, tôi để vậy các bạn có thể. Rồi, xin xong rồi. Bây giờ các bạn để ý nhá, vào đây nè, vào cái layout. Cô gõ chữ tab nè. Thấy chữ tab layout chưa? Giờ nó mới có là cái tab layout. Thấy không ạ? Khi nãy là ta gõ không có, bởi vì tôi chưa add cái thư viện kia vào. Tức là nó coi như nó đào một thư viện, nó add vào cái project của mình đấy các bạn. Được chưa? Ok. Tab layout này thì nó có một vài cái thuộc tính. Chiều ngang thì các bạn để là match parent. Chiều cao thì các bạn để bao nhiêu tùy. Thì nó sẽ có một vài cái thông số. Thì các bạn add vào cho cô như sau. Thì cô add cái này, tại vì cái này không nhớ nha. Các bạn vào cái red, vào cái layout.
Tôi không nhớ là cái đấy là khoản thu hay khoản chi ta. Cái này nè, khoản chi, khoản chi, fragment chi đây. Đấy các bạn nhìn nè, nó chính là cái tab đây các bạn. Đây, cái này là tab layout thấy không? Thì trong đó một vài hay nè, các bạn để wrap content. Ở đây nó có một số cái nè, background, tab selected, text color, tức là khi select nó sẽ đổi sang màu, màu trắng. Còn bình thường nó là đổi màu, bình thường nó sẽ là màu, màu đen. Ok, tôi copy anh này luôn nhá. Vào. Đây, hay thì các bạn để là wrap content. Ok chưa? Đấy, split để các bạn coi cái layout của nó đây. Hiện tại là nó chưa có tab nào cả. Đấy, bây giờ ta để tròn tab của nó nhá. Thì ở đây là cái tab layout, trong đấy các bạn sẽ có cái tab item. Tab item thì các bạn cái này cũng phải để cái ID nè. Cái nào cũng phải để ID nè. Rồi tôi copy lại cho nhanh. Rồi chờ xíu nha, đây. Các bạn có bao nhiêu item thì bạn copy bấy nhiêu. Hiện tại là tập có 2 item. Ok chưa? Thì ở đây các bạn này nhìn nè, cái này là tab item, ID nè. Cái này là wrap content hay nè, và text các bạn để này. Các bạn thường thường các bạn để 3 cái thì nó sẽ chia đều 3 cái cho các bạn ha. Đấy. Nhớ đặt ID. Rồi bây giờ các bạn gõ nè. Cái này các bạn gõ cho tab item. Có chưa? Thấy chưa? Ở đây các bạn để là wrap content, wrap match parent cũng được bởi vì là nó giống nhau đấy. Chiều cao vừa với anh này. Hoặc các bạn wrap content cũng được. Rồi các bạn đặt ID. Ví dụ như là tab 1. Ok. Cái này các bạn để cho cô cái tag là tab 1. Okay. Rồi tôi copy cái, các bạn để là tab 2. Cái này các bạn để cho cô là cái tab 2. Cái này là để tab 2. Được chưa? Ok. Cái này các bạn để là match parent đi. Chạy ha. Cái này là match parent. Các bạn để cho cô là cái weight. Cái này không có weight. Cái này là cô để một cái wrap content đi. Để wrap content luôn. Rồi. Đây nó là tab 1. Tab 2. Tab 1. Sao cái này nhìn thấy tab 1 nó bị gì ta? Tab 2. Rồi từ từ. Rồi anh này là tab layout xong. Các bạn thêm cho cô một cái frame layout ở đây nữa. Cái này là match parent. Cái này là match parent luôn. Đây là một cái frame layout linear layout. Cái này trên, cái này width là matching wrap content. Ok. Rồi cái này các bạn đặt ID là view page content. Nó là chứa cái container, nó là chứa view page. Ok chưa? Là xong. Ôi sao cái thằng này nó lỗi dữ vậy. Cái này là Android support. Cái này là Android support. Còn anh này là Google Android support. Khoan, tôi có cái tab layout nào nè. Tab layout. Đúng rồi. Material. Tab item. Ok ok. Rồi ok về đi. Được chưa? Rồi xong. Vậy cô sẽ có là một cái tab layout, một cái frame layout, fragment. Frame chứ.
Ủa frame layout chứ. Frame layout đây, sorry. Cái này là match parent. Đặt frame layout nha. Cái này các bạn để là ID, view page container, ok chưa? Cái này rồi, cái dưới là cái này, nó có bị đè không ta? Có vẻ như nó đang bị đè hả? Có bị đè không các bạn? Sao kỳ vậy? Nếu các bạn mà cẩn thận hơn, không muốn bị đè á, thì các bạn để cái này là, đúng rồi, relative layout. Nếu mà để dễ hơn á, các bạn để relative layout. Chỗ này các bạn để cho cô là gì ạ? Bỏ cái này đi. Còn cái dưới nè, cái dưới các bạn vẫn để là, à, cái trên là các bạn để là anh này. Các bạn neo nó lại. Cái này đương nhiên phải neo nó lại nha. Neo kiểu gì đây? Align parent top là chu. Align parent gì ạ? Left là chu. Neo anh này lại đúng không? Còn anh này ở dưới thì tôi sẽ align parent. Cái gì cũng được, không top được. Left hoặc là bottom. Đúng không? Bottom để chu. Nó neo dưới và các bạn để cho nó là above, phía dưới. Above phía dưới anh nào? Cái anh là tab layout nè. Đúng không? Nó luôn nằm dưới. Đây. Đúng không? Đây nè. Đấy, nó luôn nằm dưới. Đây nằm dưới nè, cái này nằm trên. Ok. Vấn đề là bây giờ các bạn chạy thử xem là hai anh này đã lên chưa. Đây, muốn chạy thử thì ở đây các bạn phải đổi ha. Đấy, như cũ nha. Cái này học đi học lại sẽ nhớ. Vào view page cho nó chạy thử xem nó lên chưa. Ok, chờ xíu. Chờ xíu. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đây là tab 1, đây là tab 2, ok chưa? Chỉ có bây giờ cô chưa đưa cái fragment vào thôi. Ok chưa? Đây, đây là mới tab 1, tab 2, ở dưới chưa có gì. À, các bạn khi chuyển thì cái màu của nó đổi, focus đang select cái màu nó chuyển thành màu trắng ha. Ok, tiếp tục. À, đâu rồi, tiếp tục cái này. Bây giờ cô sẽ viết code, cô đóng hết mấy cái này đi nha, cho nó khỏi nhiều quá. Đây. Bây giờ tôi sẽ đổ cái fragment vào. À, nhưng mà trước tiên, để các bạn mà đẩy được cái fragment vào ViewPage, thì ta phải viết cái adapter, khi nãy nói đúng không? Ta phải là viết một cái ViewPage adapter. Thì cô click chuột phải vào đây, cô new một class, cô đặt tên là MyViewPage, để chữ My để phân biệt cái ViewPage gốc của nó ha. Ok, cái này các bạn phải extend cái gì ạ? Fragment,
state bigger adapter. Ok chưa? Extend, extend fragment state bigger adapter. Thì các bạn thấy là nó báo lỗi. Các bạn đưa trỏ vào xem nó báo lỗi gì. Thì nó báo lỗi là nó là một cái abstract class, cho nên các bạn phải implement một số cái abstract method của nó. Tại vì các bạn học mà Java, các bạn biết rồi, nó abstract class là nó chứa những cái abstract method, tức là method không có nội dung. Mà không có nội dung thì đẹp trai ơi, nó hao cả quả tóc suốt ngày cũng vuốt không. Ok, thì tôi phải implement. Thì cách implement nè là ta nhấn Ctrl E, đưa con trỏ vào đây này, nhấn Ctrl E. Ôi cha, khoan, không phải nha, nhầm. Cái này là đây, nhấn Ctrl E, nó sẽ show ra các cái method bắt buộc phải implement. Ở đây nó có hai cái method, một cái là của anh fragment state, một cái là của bigger adapter. Ok, nó vẫn chưa hết lỗi, nó còn lỗi nữa, thấy không? À, ta đưa con trỏ vào ta coi lỗi gì nhá. Nó bảo là cái constructor bắt buộc các bạn phải khai báo một cái constructor vào đây, hiểu không? À, vậy ta sẽ tạo constructor thôi. Constructor thì public nè, my view pager thôi. Đó, và ta dùng cái super của cha. Và anh này anh dùng cái gì nè? Đối số truyền vào này là cái gì nè? Thực ra thì cái đối số truyền vào này nó phải có một cái đối số nó đưa vào. Thì các bạn phải coi cái đối số mà đưa vào cái super fragment adapter này. Thì các bạn thực ra cái nào phải coi cái đối số. Thì ở trong này nó phải truyền vào. Từ từ mấy đứa ơi, how nó phải đưa vào một cái đối số, đó là fragment manager. Nó phải đưa vào một cái đối số là fragment manager. Đây nè, nó phải đưa vào cái đối số là fragment manager. Và đây các bạn đưa vào cái fragment manager. Đó, là nó hết lỗi, nó cần một cái đối số vậy. Tại vì anh, tại sao? Tại vì anh super này, anh cần cái đối số này. Ok. À, thì bây giờ ta truyền cái gì vào nè. Các bạn nhìn nha, nó có hai hàm. Hàm thứ nhất là hàm get item. Đối số của nó là position. Position là vị trí của cái fragment. Nếu là vị trí 0 thì nó sẽ trả về fragment đầu tiên, vị trí 1 nó trả về fragment thứ hai. Đối số thứ hai, cái hàm thứ hai, get count là trả về số lượng cái fragment. Hiểu không ạ? Thì đối cái số lượng fragment này nó trả về ở đâu thì các bạn có thể truyền nó vào. Hiểu không ạ? Truyền nó vào. Hoặc là các bạn gì đấy ạ, các bạn bằng cách nào đó. Bây giờ tôi chỉ có một cách duy nhất ở đây tôi truyền. Ở đây các bạn có bao nhiêu cái, ở đây các bạn có bao nhiêu fragment cần thao tác ạ? 2 đúng không? Thì các bạn có thể truyền số 2. Nhưng mà truyền số 2 ở đây thì nó lại không có động lắm. Cho nên ở đây tôi sẽ truyền cái integer, cái fragment count đi. Đúng không? Ở đây tôi có integer count gắn bằng 0 chẳng hạn. Đấy, nếu các bạn truyền vào đây thì dit chấm cao, các bạn gắn bằng count. Count này tôi truyền vào khi tôi gọi view pager. Thì ở đây tôi return cái gì đấy ạ? Dit chấm count. Tức là tôi return số lượng phân tử, số lượng fragment mà tôi đang truyền ở đây rồi. Hiểu chưa? Đó, ok. Rồi bây giờ ta có một cái thứ hai nữa là cái hàm get item này nó trả về fragment. Trả về fragment. Thì để trả về fragment thì tôi phải truyền cái đối số fragment vào. Tôi phải biết là fragment là fragment 1 hay là fragment 2 đúng không? Đó. Ví dụ như khi nó position là 0 thì tôi sẽ chuyển cái fragment 1. Còn khi position là 1 thì tôi sẽ chuyển là fragment
phần 2, ví dụ như vậy. Được chưa? À, các bạn có thể là if position mà bằng 0 thì tôi sẽ là fragment fragment sẽ gắn bằng null trước. Thì nếu như là nếu như if cái này thì tôi để fragment gắn bằng new, my fragment 1, đúng không? Đúng chưa? Else tôi để cái fragment gắn bằng new fragment, my fragment 2. Tôi return cái fragment là xong. Đúng chưa? Ok, các bạn coi lại cái code nào. Đây, nó sẽ truyền vào cái số lượng cái tab nè, fragment measure nè. Ok chưa? Count nè, thấy chưa? Bây giờ cái này các bạn trả về fragment là được thôi. Đây, cái này không phải. Cái này ta làm sao? Ok, cái này tôi làm sao đi. Cái này tôi demo một demo sau vậy. Ok, rồi ok, bây giờ dùng nè. Bây giờ thêm tab thì thêm rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng nè. Bây giờ khi tôi trong cái activity tôi cần dùng thì tôi dùng như thế nào? Là cái như cái này tôi viết xong rồi đúng không? Bây giờ trong cái activity này tôi viết như nào đây nè. Cái này mới quan trọng nè. Ok chưa? Đầu tiên tôi phải khai báo cái tab layout đã. Ok chưa? Rồi. Khi tab layout này các bạn sẽ có đầu tiên là add cái view page vào. Đúng không ạ? À, ta đưa cái tab layout vào. Thì bây giờ tab layout tôi khai báo đã nha. Tab layout bị gì em? Lành hả? Đó. Tab layout. Rồi các bạn cũng file view by đi. Tab layout cũng bằng file view by đi r. Chờ từ mới rồi. Nhóm an chấm là các bạn để là tab layout. Rồi bây giờ cô tạo cái view page nè. My view page để đây đi. My view page đây các bạn để vào nha. My view page sẽ gắn bằng cái gì ạ? New đúng không? New đâu rồi? New my view page, các bạn truyền cái gì vào ạ? Truyền cái gì vào? Fragment manager. Mà trong cái này, trong cái activity tôi muốn lấy fragment manager thì ta dùng cái gì ạ? Đúng rồi, get support fragment manager, đối số thứ nhất. Đối số thứ hai là cái gì? Số tab, số fragment, tôi có 2, tôi truyền vào 2 luôn, được không? Được. Sau này 3 các bạn truyền 3. Đúng không? Rồi ok, rồi bây giờ nè. Ta viết thêm code nè. Khi tôi trên cái view page thì cái tab layout của tôi nó cũng lắng nghe, nó cũng trên theo. Đúng không ạ? Add cái tab layout vào, đúng không ạ? Còn cái tab layout tôi mà lắng nghe cái sự kiện check trên thì tôi lại viết ở đây. Ok, bây giờ view page chấm add on page trên listener, hay không? Add on. Ủa đâu rồi? View page. Rồi ok, tôi implement anh này trước đi ha. Đây nè. Tôi implement anh này là on pay trên listener. On pay trên listener, thấy không? Ok. Thì tôi implement một cái interface như này thì khi đó tôi phải control E, tôi implement một số cái phương thức. Trời ơi, quá trời quá đất. Cái này bỏ. Nó nhiều lắm.
Fager at on cái thằng này đâu rồi, on page trên listener by selected by cái thằng quỷ này nó on page trên listener quá trời quá đất. Tab layout trượt chứ không phải là trượt nha. Cái gì em? Khoan, tôi coi cái đã. Tab layout view pager, view pager. Tôi coi nó quăng cái view pager này của tôi ở đâu, từ từ đã nha. Cái activity. Trong này tôi có một cái activity duy nhất là cái này chi fragment. Chi fragment. Nó là gì đấy? View pager. Adapter. Khoan khoan, từ từ. Tôi đang để nó khoan, tôi đang thiếu. Tôi đang thiếu một cái view pager mấy đứa ơi. Cái này là view pager. Bởi vậy tôi làm đăng chỗ này đang lệch một tí nè. Sorry. Chỗ này tôi không phải để cái fragment mà tôi để cái view pager. Đây. Thôi, copy anh này luôn nha. Chỗ này tôi sẽ để view pager trước. Sorry. Đấy, lâu lâu mà không làm lại nó cũng quên đấy. Đâu. Tôi vào đấy nha. Các bạn coi lại chỗ này nè. Phải cái này không? Sửa lại là view pager cho cô nhé. Sorry chỗ này nha. Chưa, cái này không phải là V4 nha. Xóa cái này đi các bạn, để là view pager cho cô. View pager thấy không? Thấy view pager chưa? Ok, cái này tôi để view pager luôn. Vậy chỗ này tôi sẽ để là tạo một cái này là tôi để là adapter. Bởi vậy nó bị sai chỗ này này. Ok chưa? Cái nó sẽ adapter này. Còn tôi sẽ tạo một cái view pager là cái thằng này. Là view pager. Cái này là file view by đi. Bằng file view by đi. View pager. Ok chưa? Rồi, cái thằng view pager này bị chậm lá. Set adapter, đưa cái adapter vào. Cái này là cái adapter mà cô tạo bên này nè, thấy chưa? Đáng lẽ tôi để cái chữ adapter này vô nữa cho nó dễ nè. Adapter đi. Đấy, tôi trên cái này đi. Chờ nha, tôi trên cái tên các bạn nhìn có khỏi phải nhầm lẫn nha. Đâu nhỉ? Refactor, rename. Ok. Rồi. Ok. Vậy thì bên này tôi sẽ đổi nó thành là adapter cho dễ đúng không? Ok chưa? Đấy. Cái này là adapter nè, cái này là cái view pager layout này các bạn, view pager này nè. Ok chưa? Rồi. Bây giờ các bạn mới sử dụng cái anh này qua đây. Tạm thời bỏ cái này trước đi nha, tí nữa ta xử nó sau. Này ta xử nó sau. Bỏ bớt đi, bỏ đã. Rồi. Ok. Bây giờ ta dùng cái anh này nè. Khi cái anh này thay đổi nè, tức là khi tab layout đổi thì tôi mới lấy cái view pager tôi set cái item cho nó. Được chưa? Ok. Vậy ta sẽ để cái code đâu rồi? Code của ta đây. Tức là khi anh này đổi, tức là anh là tab layout chấm add on tab selected listener. Ok. Ở đây các bạn new cái gì? New on tab selected. New on tab. Các bạn để đây thôi, enter. Đừng gõ tiếp nha, enter cái. Ok.
thì nó sẽ có mấy cái nó sẽ implement ở đây. Thì ở đây các bạn sẽ là gì đấy ạ? On tap selected, mình sẽ sửa code ở đây, đồng ý chưa? Ok, ta sẽ sửa on tap selected. Thì cái view page nó sẽ lấy cái tab position, cái tab là tab phía trên này nè, tab position này, layout nè, đúng không? View page chấm set current item lấy tab tab chấm get position. Ok, được chưa? Rồi chưa xong, còn nữa. Rồi mấy cái dưới thì để yên. Rồi còn tiếp chưa còn nữa, để tôi coi là cái code này cho chắc ăn đi. Rồi cái chi fragment đây, tức là cái này của cô là chọn cái tab, được chưa? Với view page này phía dưới nha, phải set add on page listener thì cái này mới ok nè. Thêm dòng này phía cuối nữa, sau nữa cái này thì giống, đúng rồi, thêm một dòng này nữa thôi, tức là để xuống dưới nhé các bạn. View page chấm add on page listener, được chưa? Rồi new cái gì, new tab layout on page, new tab layout on page listener, ok chưa? Đó, ở đây được, các bạn đưa cái tab layout vào. Thì có nghĩa là gì? Anh này thay đổi thì anh này cũng đổi theo, đồng ý không? Và đổi nó dựa vào đâu? Nó dựa vào cái position đó. Position mà các bạn viết trong adapter này nè, position này nè, hiểu không? Rồi chạy lại. Ok, theo không kịp hả? Theo không kịp hả? Kịp không? Chờ xíu. Chú gì? Bình thường. Khoan, hình như là tôi bị đè cái layout, đúng không? Chưa nail. Nail là align parent bottom để chu, nail dưới và cho nó above below. Below anh nào? Below anh này. Nó mới bị không bị đè. Nếu không nó đè các bạn, nó bị đè nè, layout nó bị đè lên nè. Thấy chưa? Ok chưa? Kéo qua kéo lại được chưa? Nó bị đè cái tab thôi, layout nè. Kéo qua kéo lại được chưa? Ok. Rồi. Bây giờ các bạn chạy thử nè. Tab 1 nè. Tab 2 nè. Được chưa? Kéo qua nè, kéo lại nè. Thấy chưa? Ok, tab 1, tab 2 nè. Đó. Rồi. Thì cái làm cái tab thì nó vậy thôi. Ha? Bây giờ cái hay hơn nữa, bây giờ để chỉ cho các bạn làm nè. Không có tab. Các bạn không có tab. Nếu add tab vào cũng được, nhưng không, các bạn không có tab mà các bạn muốn đọc truyện chẳng hạn. Hiểu không ạ? Đây, mà các bạn cái tab này không cần. Không cần tab này mà các bạn chỉ làm cái view page không thôi. Trong cái view page này các bạn có thể add các cái trang vào đây. Đúng không ạ? Áo cái truyền vào đây. Thì ở đây nó cũng có một cái như thế này. Đây. Ở đây là các bạn cái fragment nó biến thiên dựa vào cái gì? Nó biến thiên dựa vào một cái mạng. Cô sẽ tạo một cái mạng. Chặt từ các bạn ơi, chặt từ nào. Đây. Bây giờ cô sẽ demo cho các bạn là cái này nhá. Ví dụ các bạn làm một cái gọi là đọc sách đi ha. Sao ồn nhỉ? Thôi ngưng đến đây thôi.